Ngộ độc cơm gà, 222 người nhập viện sau khi ăn cơm tại quán cơm gà Nha Trang. Tại sao ăn thịt gà dễ gây ngộ độc thực phẩm như vậy? Số lượng người nhập viện sau khi ăn cơm gà tại Nha Trang tiếp tục tăng. Đến tối ngày 14 tháng 3 đã có 222 người phải đến bệnh viện điều trị nghi do ngộ độc. Theo thông tin trên báo Lao động, đến tối ngày 14 tháng 3, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ghi nhận 222 ca nhập viện liên quan đến một quán cơm gà trên đường Bà Triệu, thành phố Nha Trang. Các bệnh nhân nhập viện ở 11 cơ sở y tế khác nhau trên địa bàn. Trong đó có 157 ca nhập viện điều trị, 55 ca kê đơn cho về theo dõi ngoại trú. Có 2 ca đã xuất viện và số ca đang điều trị là 155. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa là nơi có đông bệnh nhân điều trị nhất với 45 người. Các bệnh nhân có dấu hiệu sinh tồn ổn định, một số vẫn còn biểu hiện buồn nôn, đau bụng quặn thắt từng cơn. Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin nhiều người nghi có dấu hiệu ngộ độc, ngành y tế địa phương đã chỉ đạo cơ sở y tế trên địa bàn huy động tối đa nhân lực, thuốc, trang thiết bị để chữa trị cho các bệnh nhân. Cùng với đó thành lập đoàn kiểm tra tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, điều tra nguyên nhân và truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Ngoài ra, quán cơm gà nơi các thực khách ăn cũng bị tạm đình chỉ hoạt động. Theo kết quả cấy phân ban đầu tại một đơn vị y tế ở Nha Trang, của hai bệnh nhân nhi có liên quan đến quán cơm gà này, cho ra dương tính với vi khuẩn Salmonella, tác nhân chính gây nhiễm khuẩn đường ruột. Hiện Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa vẫn đang chỉ đạo theo dõi các bệnh nhân, đồng thời sớm có kết quả xét nghiệm cụ thể về nguyên nhân gây bệnh. Thắc mắc, vì sao ăn thịt gà dễ gây ngộ độc? Những vi khuẩn như Campylobacter aegypti và Salmonella thường làm nhiễm bẩn thịt da cầm tươi như thịt gà, thịt vịt trong quá trình giết mổ, và vi khuẩn có thể tồn tại cho đến khi nấu nướng kỹ loại bỏ chúng. CDC của Mỹ ước tính vi khuẩn Salmonella gây ra nhiều bệnh do thực phẩm hơn bất kỳ loại vi khuẩn nào. Thịt gà là nguồn chính gây ra những căn bệnh này. Trên thực tế, cứ 25 gói thịt gà thì có khoảng 1 gói tại cửa hàng bị nhiễm vi khuẩn Salmonella. Theo nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA, 1 trong 7 người lao chùi bồn rửa sau khi rửa gà vẫn còn vi khuẩn trong bồn rửa. Khi nấu chín, thịt gà có thể là một lựa chọn bổ dưỡng, nhưng thịt gà sống có thể bị nhiễm vi khuẩn Campylobacter aegypti, Salmonella hoặc Clostridium perfringens. Nếu ăn thịt gà chưa nấu chín, người ăn có thể ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra, cũng có nguy cơ bị bệnh nếu ăn thực phẩm hoặc đồ uống khác bị nhiễm khuẩn từ thịt gà sống. Để giảm thiểu rủi ro, hãy đảm bảo thịt da cầm được nấu chín hoàn toàn, không nên rửa thịt sống và đảm bảo rằng thịt sống không tiếp xúc với dụng cụ, bề mặt bếp, thớt và các thực phẩm khác, vì điều này có thể dẫn đến lây nhiễm chéo.